trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ, tri ân công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng với phương châm thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu mạnh,